một công trình biểu tượng cho những giá trị trường tồn với thời gian, khắc họa lối sống hào hoa của giới thượng lưu tại kinh đô thời trang đẳng cấp, kiến tạo một trung tâm kinh tế, tài chính thương mại mới, mang trong mình vẻ đẹp tinh tế của kiến trúc Pháp cổ điển, hòa hợp cùng phong cách hiện đại, hội tụ từ tinh hoa Âu, Á, Shophouse Him Lam Vạn Phúc, một Montigny giữa lòng phố lụa. Tòa lạc tại vị trí đắt giá của quận Hà Đông, Shophouse Him Lam Vạn Phúc sở hữu hệ thống giao thông trọng yếu của thành phố với tuyến Metro Cát Linh Hà Đông, đại lộ Thăng Long, đường vành Đai 3, dễ dàng kết nối với sân bay Nội Bài và trung tâm chính trị văn hóa của thủ đô, thuận tiện di chuyển về phía đông và phía nam của Hà Nội. Lấy cảm hứng từ đại lộ sầm uất bậc nhất châu Âu, 222 căn Shophouse tại Him Lam Vạn Phúc hiện lên rực rỡ và tỏa sáng với việc hội tụ đầy đủ hệ thống dịch vụ tiện ích đẳng cấp. Khắc họa thời kỳ phục hưng của một kinh đô ánh sáng, các căn Shophouse Him Lam Vạn Phúc gây ấn tượng bởi kiến trúc tân cổ điển kết hợp nhịp nhàng với kiến trúc xanh, tạo nên không gian vừa để kinh doanh, vừa để ở, mang đến sự tiện nghi, thoải mái và vô cùng thân thiện. Chủ đầu tư khao khát biến nơi đây trở thành một không gian sống nhộn nhịp và sôi động bậc nhất tại trung tâm quận Hà Đông. Với những căn Shophouse tại mặt tiền đường Tố Hữu rất thích hợp để hình thành nên các khu phố riêng biệt. Phố thời trang với sự xuất hiện của những thương hiệu nổi tiếng mang đến những dịch vụ chuẩn mực và phong cách thời thượng. Tại phố tài chính, những ngân hàng uy tín sẽ giúp cư dân thuận tiện giao dịch và đầu tư an toàn. Phố cà phê, nhà hàng là nơi giao lưu, trò chuyện và thưởng thức hương vị mới lạ của những món ăn ngon. Phố spa sẽ giúp xua tan những mệt mỏi của cuộc sống xô bồ để giữ lại những phút giây tĩnh tại của thiên nhiên. Bằng lối kiến trúc tân cổ điển, các căn Shophouse mang dáng dấp của một Montigny hào hoa với thiết kế hai mặt tiền, chú trọng đến yếu tố rộng rãi, thông thoáng, giúp cho các hoạt động kinh doanh đạt được sinh lời tối đa, tuy nhiên vẫn rất riêng tư để phục vụ nhu cầu cuộc sống. Nằm xen kẽ giữa các tòa nhà là khuôn viên cây xanh, mang đến khoảng không gian thiên nhiên tươi mới và không khí trong lành, tạo điều kiện cho các hoạt động dạo bộ và vui chơi của cư dân. Bằng đôi tay tài hoa và trí óc ưu việt, các kiến trúc sư đã mang ánh sáng tự nhiên vào trong căn Shophouse, khiến không gian trở nên khoáng đạt và dễ dàng kết nối với khoảng không bên ngoài thông qua hai mặt tiền. Thiết kế thông minh, dễ dàng kết hợp cùng nhiều phong cách nội thất, tạo nên ấn tượng khác biệt cho các hoạt động kinh doanh nơi đây. Từ tầng 3 đến tầng 6 được thiết kế để trở thành không gian sống lý tưởng cho các cư dân thượng lưu. Như một bức tranh nghệ thuật đặc sắc, các căn phòng toát lên vẻ sang trọng, kết hợp cùng nội thất bắt mắt, tạo nên không gian mang dáng dấp vương giả quý phái. Shophouse Him Lam Vạn Phúc mang theo hương sắc nồng nàn và quyến rũ của nước Pháp vào từng ngõ ngách trong căn nhà của bạn, thông qua lối kiến trúc và cảnh quan mang đậm chất riêng giữa lòng phố thị, nơi cuộc sống thăng hoa bởi môi trường sống đẳng cấp và sự tinh tế của cộng đồng thượng lưu, nơi ẩn chứa những nét đẹp tinh tế, lan tỏa hương thơm dịu dàng, quý phái từ những bông hồng Pháp, xen kẽ khắp con phố nội khu, nơi đảm bảo cho gia đình bạn một cuộc sống an toàn và thông minh bởi những dịch vụ hoàn hảo, nơi chấp cánh những ước mơ đầu đời của con trẻ với nền giáo dục hiện đại tại trường quốc tế Nhật Bản, nơi mọi nhu cầu của bạn đều được đáp ứng ngay lập tức, nơi mà hoạt động kinh doanh và sinh sống độc lập hoàn toàn tách biệt với nhau. Tất cả các mong ước về một cuộc sống hạnh phúc và đẳng cấp chỉ có tại Shophouse Him Lam Vạn Phúc. Không chỉ là một ngôi nhà đáng mơ ước, mà nơi đây còn trở thành một kênh đầu tư sinh lời vô hạn cho những nhà đầu tư thông thái. Shophouse Him Lam Vạn Phúc, đất sống phồn vinh, thuận sinh phú quý.